xin lỗi cậu nha, đi chơi hè với tớ chán quá. Có chán đâu, mà sao cậu không xuống nước được vậy? Vì tớ là bánh mì giòn Cibon Burger, xuống nước là tớ sẽ bị mềm mất. Không sao, chỉ cần mình đi cùng nhau thì ngồi tắm nắng với uống nước ép chanh dây giải nhỉ thì cũng đã tuyệt lắm rồi. À,